cổng phanh dầu 4 bánh này. Cái này nó có 4 cổng ra này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì các bạn dùng bao nhiêu cổng thì dùng, còn không thì mình bịt đi. Ví dụ như là cái này là dành cho hai bánh trước này. Cái này là một dây chạy về đằng sau là chia ra làm hai bánh này. Còn cái cổng này mình bịt lại. Đấy, hoặc cái này có thể dùng cho xe 3 bánh được. Xe 3 bánh thì hai bánh trước, một bánh sau. Đấy, đều được cả. Hoặc là dùng cho hai bánh thì bịt hai lỗ này đi cũng được, nhưng hơi phí. Vì cái này dùng cho 4 bánh thì dùng cho hai bánh nó hơi phí tí. Đây, kích thước của nó đây, bình dầu tích hợp sẵn đây này. Đây là mình đẩy vào đây. Các bạn lưu ý là khi đẩy cái này thì phải đẩy thẳng hướng thì cái xi lanh nó bền. Còn cái này mà đẩy bị chéo chéo nên nó không thẳng hướng này thì cái nó nhanh bị hỏng cái lòng trong xi lanh này. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nhé.